piece of rubbish. Đấy. Thì hãy bỏ đi. Rai không còn đi bàn đồ nữa. Không có điên vẫn đồng như chỉ chỉ. Ôi ông Bi ơi. VBA. Đành VMA. Ông Bi đâu hết rồi ông Bi ơi. VNA. Để mà còn VN. Rai không còn đi bàn đồ nữa rồi. Nhưng nó vẫn đi chơi với cả một lũ tôi. Quá nhiều lần nó đã bị lừa rồi. Tao mà chùa nó vẫn là thằng giữ lời. Vẫn giao dịch với đây là địa phương. Nên kể tới ông tao nào tuyên là bịa luôn. Trước khi họ gọi đó là hiện trường. Đây là chỗ tao vẫn chất thang chất thang. Hustle thì nhận hustle. Khi gặp được ngoài phố có tao hất tham. Tao cố tránh xa của ba chạm. Giống như thằng là bạn tao nó rất là sẵn sàng. Khi ông nói tao không làm nữa. Anh em tao tham tiền chúng nó vẫn làm vẫn làm. Nếu như không cấm nước nó lại. Có lẽ bây giờ nó vẫn đang dẫn đoàn. Lại một ngày ở bên trong thành phố. Mấy thằng trò vào không thành to. Mấy em gái vào một bên tao thành phố. Quỷ giữ một bên tao thành nó. Không thể chạy hết đồng hành. Nó vẫn luôn thô lô với mấy em chảnh chó. Tướng cho tao để lại cái thành giấy. Trốn khỏi đó rồi tao bị chia thành số. Man, nghe hơi đạo đức giả. Tao nói mấy em thôi đừng bán đồ. Không dích đội bóng hay có bán đồ. Công ty đóng giao dịch vừa tối lúc 8 giờ. Hai tiếng ca dây chưa thì nó bám cổ. 22 cân ở đó kêu cám nhà. Không biết nó nói gì với cả cán bộ. Nó từng nói với tao sẽ dừng bán mà. Rai không còn đi bán đồ nữa rồi. Nhưng Fadin vẫn đang như GTA. Ném gói bao như VBA. Còn có kể cả tam minh đến DMA. VND trong DNA. Là máy bay của VNA. Tiền mặt của VN pay phi phi trên Dream and Gray. Rai không còn đi bán đồ nữa rồi. Nhưng nó vẫn đi chơi với cả một lũ tồi. Quá nhiều lần nó đã bị lừa rồi. Tao mà chua nó vẫn thằng giữ lời. Vẫn giao dịch với đây là địa phương. Nên cái đéo tao nói cũng là bịa luôn. Trước khi họ gọi nó là hiện trường. Đấy là chỗ tao vẫn chất thang chất thang. Hustle thì nhận ra hustle. Khi gặp được bài phố bọn tao hất tham hất tham. Tao cố tránh xa của ba chạm. Giống như thằng là ba áo rất là sẵn sàng. Khi ông nói tao không làm nữa. Anh em tao tham tiền chúng nó vẫn làm vẫn làm. Nếu họ không nhốt nó lại. Có lẽ bây giờ nó vẫn đang dẫn đoàn. Nếu tao không thích người tao để hình xăm. Không đủ tiền đổ đời nó bị xăm. Giờ thành phố mang chỉ được tiền ăn. Chờ may mắn cho một đứa truyền tâm trẻ tuổi. Và tao biết mày nó già chưa bao giờ chối bỏ. Tao đã sai lầm. Ôn ào hàng xóm sẽ gọi phương. Đây là khi chia trác. Tao sai lần. Thôi tại sao mình muốn tao làm thế. Cảnh hành động không có gì phải làm thế. Mày ý kiến gì về âm nhạc của tao. Khi mày kiếm không toàn tiền của tao làm thuê. Được khen yêu tao thì tao cũng yêu họ. Vì khi mà nhà tao hoặc thầm mấy con giống thế. Nếu tao yêu em tao có em là cái cửa. Mình mới thầm mấy con có. Và tao lấy được đọc bè. Trong thành phố bắt tao bắt mạnh xa. Trong người tao vẫn tỉnh ra. Không phân biệt vùng miền. Hàng muốn sự tôn trọng quyền lực và đàn bà. Và cả ba thứ đó chúng có đều phải dùng tiền. Khi 20 thằng trên xe và lạc lại đấy. Có trạng thái tốt nhất đường phía. Tao chỉ vui đơn kê là đông thành sao. Tao chỉ đánh ca với những thằng cùng khuyên. Rai không còn đi bản đồ nữa rồi. Nhưng Fadin vẫn đóng như GTA. Ném gói ba như VBA. Có thể tạm minh nên DNA. VND trong DNA. Lại máy bay của VNA. Tiền mặt của VN. Pay phi phi trên Dream.